Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Honda Hồng Đức ha. Thì hôm nay An lại làm video chia sẻ cho các bạn về cái chương trình khuyến mãi hiện tại đang áp dụng của dòng xe Winnie mẫu V3 hiện tại đang áp dụng cửa hàng của An ha. Thì trong video này An sẽ báo giá về cái giá hiện tại đang áp dụng nè, chương trình khuyến mãi cũng như là chính sách bảo hành của dòng xe này đó, cho các bạn mình cùng biết ha. Thì bây giờ mình cùng xem xe với An ha. Thì như các bạn đã biết thì cái mẫu Winnie V3 này bên An sẽ có 3 phiên bản, là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản thể thao và phiên bản đặc biệt ha các bạn. Thì phiên bản tiêu chuẩn thì bên An là mình sử dụng phanh đĩa thường ha, còn phiên bản đặc biệt với là phiên bản thể thao thì mình sử dụng thắng ABS. Thì hiện tại thì cái tổng cái chương trình ưu đãi bên An là sắm Winner X ưu đãi cực thích là mình nhận tổng ưu đãi lên đến 9 triệu đồng, thì mình sẽ có được hỗ trợ giảm giá trực tiếp là 4,5 triệu đồng trên giá trị xe nha các bạn. Mình sẽ được nhận là trực tiếp là 4,5 triệu đồng giảm giá trên giá trị xe nè. Ngoài ra thì mình mua xe trả góp thì sẽ có không lãi suất, là bên An sẽ hỗ trợ là 3,5 triệu đồng để mình được cái gói là 0% lãi suất và gói quà tặng trị giá là 1 triệu đồng. Thì ở ngoài những cái phiên bản màu zin của Honda Việt Nam ra thì bên An đang có một số màu độ sơn rất là đặc biệt, rất là đẹp để cho các bạn phù hợp với những cái tính cách thể thao riêng nè, hay là những cái màu lạ không nằm trong bảng màu của Honda. Và đặc biệt á, thì các bạn sử dụng những cái màu sơn này á, thì bên An có chế độ bảo hành cho mình màu sơn lên đến là 3 năm kể từ ngày mua nha các bạn. Nếu mình sử dụng cái màu này vừa được sử dụng một cái màu thể hiện cái sự riêng biệt nè, mà các bạn còn được bảo hành màu sơn 3 năm nữa, thì mình có nên đáng sử dụng mấy cái màu này không các bạn? Thì trước mắt các bạn đây á, thì mình cứ xem giúp An cái mẫu phiên bản màu xám này các bạn. Ở đây á, thì tem bên cửa hàng An á, thì màu độ này thì bên cửa hàng An là tem phun tem sơn lên cho các bạn luôn ha. Thì cái tem này nó rất là đặc biệt, nó sẽ được sơn vào trong cái dàn áo xe luôn. Mình sẽ chạy mình nó sẽ thấy một sự khác biệt rõ rệt luôn nha các bạn. Rồi kế bên đây á, là một cái màu trắng xanh rất là được rất là tạo một cái điểm nhấn rất là khác biệt về phần tem xe. Màu trắng mà các bạn mình phối lên cái màu xanh đó các bạn, nhìn nó rất là vô cùng thể thao nha các bạn. Thì hiện tại thì giá xe bên An thì nó chỉ dao động từ 41 triệu 990 ngàn thôi các bạn. Thì mình đã sở hữu được một cái dòng xe Winnie V3 với một số cái điểm rất là nổi trội. Thì ở đây An cũng sẽ chia sẻ cho các bạn về một số điểm mà cái dòng V3 này khác biệt so với đời tiền nhiệm trước đó nha các bạn. Thứ nhất là một cái điểm mà An rất tâm đắc về cái động cơ V3 này, đó là sử dụng động cơ 150 DOHC 4 kỳ cylinder và làm mát bằng dung dịch đó các bạn. Thì xe được trang bị phun xăng điện tử thì giúp các bạn mình sẽ được tiết kiệm nhiên liệu hơn khi mình sử dụng xe nè. Cái thứ hai là với cái khối động cơ mới này giúp cho cái khả năng tăng tốc của xe mình nó sẽ vượt trội hơn mẫu V2 đó các bạn. Và một số điểm mà tinh chỉnh tuy là nó không có lớn nhưng mà nó đem lại một cái sự khác biệt cũng như là giá trị cho khách hàng khi mà sử dụng cái mẫu V3 này. Thứ nhất là khi các bạn mình sử dụng cái mẫu này thì mình sẽ được trang bị khóa thông minh Smart Key. Thì cái khóa này á thì mình sẽ bao gồm á là tìm xe trong bãi nè, xác định vị trí xe trong bãi đó các bạn. Mình sẽ có chống trộm báo động khi mình đậu xe ở những ngoài đường hay là những chỗ đông người, và mình sẽ có tắt mở xe từ xa luôn. Thì cái hệ thống này á thì nó đang hiện tại đang áp dụng trên những cái mẫu xe tay ga của Honda Việt Nam, nhưng mà trên mẫu Conta này á thì chỉ có dòng Winner X này thì được Honda mình ưu ái trang bị nha các bạn. Tiếp theo đó là cái phần về phần ống xả xe. Thì như cái đời V2 tiền nhiệm trước nó thì mình sẽ có rất là nhiều ý kiến nói rằng khi mình đậu xe á thì cái bô xe của nó sẽ gây ảnh hưởng cho cái người tham gia giao thông phía sau á. Thì cái mẫu V3 này bên Honda đã tinh chỉnh về cái ống xả này nè các bạn. Nó sẽ được giảm xuống 20 độ, sẽ giúp cho chúng ta không còn cái tình trạng mà bị phà hơi khi mình đứng ở phía sau xe luôn nha các bạn. Thì xe vẫn được sử dụng là đèn pha LED giúp cho các bạn có khả năng phát sáng sẽ tốt hơn nè, và phản chiếu sáng sẽ xa hơn. Bên cạnh đó thì Honda vẫn duy trì cho mình đó là cái chế độ là tự động sáng, sẽ giúp cho các bạn an toàn hơn khi mình sử dụng tham gia giao thông nha. Vì khi mà mình sử dụng xe mà có một cái xe đối diện mà có sáng đèn thì sẽ giúp cho các bạn dễ dàng nhận biết cái xe đó hơn, và mình sẽ tránh xảy ra những tình huống không may ha các bạn. Thì ở đây An sẽ báo cho mình cái chương trình trả góp xe luôn nha các bạn. Thì bên An thì cái phiên bản thấp nhất hiện tại nó chỉ sao hỗ trợ mình 4,5 triệu đồng thì nó chỉ còn có 41 triệu 990 ngàn thôi. Thì ở đây thì bên An quy định là mình trả trước 30% giá trị xe. An xin nhắc lại ha, mình chỉ cần trả trước là 30% giá trị xe thôi. Thì các bạn sẽ được hỗ trợ góp lên đến là 24 tháng luôn nha các bạn. Thì An có tính cho mình tham khảo luôn. Thì giá trả trước là 30% là tầm khoảng 12 triệu 600, thì các bạn góp 12 tháng mỗi tháng là 2 triệu 596 ngàn, 15 tháng là 2 triệu 080 ngàn,
18 tháng là 1.735.000 và 24 tháng là 1.304.000 nha các bạn. Hiện tại thì song song với chương trình đó thì bên An vẫn hỗ trợ bán trả góp, nhưng mà vẫn có làm hồ sơ online luôn nha các bạn. Thì hồ sơ online thì nếu mà mình chứng từ bên An cần, nếu mà mình có căn cước công dân rồi thì mình sẽ làm bằng căn cước công dân. Trường hợp như mình chưa làm bằng căn cước công dân thì mình có thể là sử dụng chứng minh nhân dân với bằng lái, hoặc là sử dụng chứng minh nhân dân với hộ khẩu. Thì bên An có thể là lên hồ sơ online cho các bạn. Nếu hồ sơ việc thì mình ghé cửa hàng mình nhận xe, hoặc là bên An vẫn có hỗ trợ giao xe cho mình luôn nha các bạn. Thì hiện tại thì bên chương trình khuyến mãi bên cửa hàng An đối với dòng xe Winner X này nó cũng rất là nhiều, thì vẫn như những dòng xe khác thì vẫn được trang bị, vẫn được hỗ trợ khách hàng mua xe với hình thức là thu cũ đổi mới nha các bạn. Hiện tại như các bạn mình đang sử dụng những dòng xe côn tay thế hệ trước như V1, V2, hoặc kể cả những dòng xe côn tay của các hãng khác thì bên An vẫn có hỗ trợ thu xe lại để mình đổi qua dòng xe mới ha các bạn. Tùy theo ý thích của mình thì bên An sẽ hỗ trợ thu xe, và đặc biệt thì các bạn sẽ có chương trình là thu xe cũ đổi xe mới, và mình sẽ được giảm trực tiếp 1 triệu trên giá trị xe mới nha các bạn. Ngoài được thu xe giá trị riêng thì bên An thì đảm bảo là định giá xe theo đúng thị trường, có thể là cao hơn thị trường hiện tại để cho mình có thể là mình đổi xe được nha các bạn. Và một điều đặc biệt vô cùng quan trọng đó là dòng xe Winner X này thì bên cửa hàng của An là cái chế độ bảo hành của Honda Việt Nam chỉ có 3 năm hoặc 30.000 km thì điều kiện nào đến trước thôi. Nhưng mà ở bên An thì riêng dòng xe Winner X này sẽ hỗ trợ khách hàng là chế độ bảo hành lên đến 5 năm hoặc 50.000 km thì điều kiện nào đến trước nha các bạn. Mình sẽ được chia làm 6 lần kiểm tra xe miễn phí nè. Và khi mình kiểm tra tại hệ thống hết thông đức theo lịch kiểm tra định kỳ thì các bạn sẽ được giảm 50% phí thay nhớt. Một cái chương trình bảo hành vô cùng lớn mà Honda Hồng Đức An đang áp dụng cho cái dòng xe Winner X này. Thì các bạn An vừa chia sẻ cho mình thấy là một cái giá xe hiện tại ở đây trong thời điểm này nó cũng không có quá gọi là, An cảm thấy là nó vừa thích hợp để cho các bạn mình có thể là sở hữu một cái mẫu xe như thế này. Như ở đây thì mình vừa xem cái màu này là cái màu bạc nhám của phiên bản đặc biệt các bạn. Thì trên phiên bản đặc biệt này mình sẽ sử dụng thắng ABS nè. Và đặc biệt đó là mình sẽ được trang bị cổng sạc điện thoại USB. Thì cổng sạc này sẽ giúp cho các bạn mình có thể sạc điện thoại hay sạc các thiết bị điện tử tránh trường hợp như mình sử dụng hết pin đó các bạn. Thì trong một thời gian thì các bạn có thể sạc để mình duy trì cái thiết bị của mình, nó rất là tiện lợi không các bạn. Rồi ở đây cái điểm an toàn của xe mình là được trang bị thắng ABS. Cái hệ thống thắng ABS này nè, nó sẽ, các bạn nhìn thấy ha, nó sẽ giúp cho xe mình là khi mình di chuyển trên đường trơn trượt hoặc gồ ghề thì nó sẽ chống bó cứng phanh, giúp xe mình nhấp nhả liên tục và tránh trượt bánh xe ha các bạn. Một cái điểm mà vô cùng là đáng tiền để mình mua, cũng như là đảm bảo cái sự an toàn của mình nha các bạn. Thì An xin nhắc lại ha, thì cửa hàng của An thì thuộc là Hết Honda Hồng Đức 10, địa chỉ là ấp Chợ Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và số điện thoại cá nhân của An là 0364909432. Và các bạn đang nếu mà mua xe Winner X mẫu V3 này trong thời điểm hiện tại thì bên An đang có cái chương trình sắm Winner X ưu đãi cực thích là lên đến 9 triệu đồng. Thì mình sẽ được giảm trực tiếp là 4,5 triệu đồng trên giá trị xe nè. Và mình mua trả góp thì bên An sẽ hỗ trợ cho mình 3,5 triệu để mình có chương trình trả góp 0% lãi suất nè, thu xe cũ đổi xe mới giảm trực tiếp 1 triệu trên giá trị xe, làm hồ sơ trả góp online nè, thì bên An sẽ nhận hỗ trợ làm cho mình luôn ha. Thì cần thêm những cái thông tin nào về xe cũng như là chương trình mà chưa rõ thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của An là 0364909432 để An sẽ tư vấn cho các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo ạ.